Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình tối nay thứ tư ngày 3 tháng 6, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Thường trực tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về chương trình phát triển cây cao su tại Sơn La. Các đảng bộ cơ sở trong tỉnh tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Từ đầu vụ đến nay, Sơn La tiêu thụ gần 70.000 tấn xoài và mận, giá trị ước đạt hơn 2,2 triệu đô la Mỹ. Từ khi thực hiện tự chủ tài chính tại các bệnh viện, người dân được tiếp cận nhiều hơn với các dịch vụ y tế hiện đại. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay, ngày 3 tháng 6, Thường trực Tỉnh ủy đã có cuộc làm việc với Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Dự cuộc làm việc có đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Về phía Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có đồng chí Trần Ngọc Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Dự án phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Sơn La được triển khai từ năm 2007 tại 133 bản tiểu khu của 19 xã thị trấn thuộc 6 huyện với tổng kinh phí đã đầu tư hơn 1.251 tỷ đồng. Diện tích cao su hiện có là 5.879 ha với 6.923 hộ góp đất trồng cao su. Hiện nay, công ty cổ phần cao su Sơn La đang quản lý sử dụng trên 7.800 ha, trong đó đất đã trồng cao su là 5.879 ha. Năm 2016, công ty khai thác thí điểm 146 ha cao su và thu được 203 tấn mủ khô. Đến năm 2019, khai thác 1.060 ha, sản lượng ước đạt 2.114 tấn mủ khô. Tổng diện tích đã đưa cây cao su vào khai thác mủ đến nay là 3.292 ha. Tổng số lao động đã tuyển dụng vào công ty là 5.562 người. Hiện nay, số lao động đang làm việc là 1.778 người. Thời gian qua, do nhiều yếu tố chủ quan và khách quan như giá mủ cao su xuống thấp, cây cao su đã khép tán chưa đến thời điểm khai thác mủ, nên đời sống của một bộ phận nhân dân có đất trồng cao su gặp khó khăn. Tình trạng công nhân thiếu việc làm, thu nhập thấp ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân góp đất trồng cao su. Công ty cổ phần cao su Sơn La chưa có giải pháp để sử dụng có hiệu quả diện tích đất được giao, chưa hoàn thành việc ký kết hợp đồng góp giá trị quyền sử dụng đất giữa công ty cổ phần cao su Sơn La với 1.506 tổ chức cá nhân. Tại cuộc làm việc, tỉnh Sơn La đề nghị với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tiếp tục nghiên cứu cho ý kiến đẩy nhanh việc xây dựng đề án tái cơ cấu ngành cao su để trình Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trong đó định hướng chuyển đổi công ty cổ phần cao su Sơn La thành công ty con trực thuộc một công ty lớn của tập đoàn, qua đó giúp cho công ty cổ phần cao su Sơn La phát triển ổn định. Chỉ đạo khẩn trương thực hiện phương án trả lại đất đối với diện tích 1.701 ha. Chỉ đạo công ty cổ phần cao su Sơn La có phương án sử dụng hiệu quả đất đã được giao, nghiên cứu đầu tư phát triển trồng rừng sản xuất, trồng cây dược liệu đối với diện tích trồng cao su kém hiệu quả, nghiên cứu xây dựng nhà máy chế biến gỗ và lâm sản khác tại Sơn La. Thay mặt Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, đồng chí Trần Ngọc Thuận đã tiếp thu và trả lời một số đề nghị của tỉnh Sơn La, đồng thời đề nghị tỉnh Sơn La thành lập tổ công tác phối hợp với tập đoàn Công ty cổ phần cao su Sơn La để giải quyết các vấn đề còn tồn tại vướng mắc trong thời gian sớm nhất. Phương án trả đất 1.700 ha thì quan điểm của chúng tôi thì trước hết là tôi rất đồng tình, và quan điểm của su cũng nói là với các đồng chí là gì, cái gì mình không làm được thì để cho người khác làm chứ đừng có ôm. Sau cuộc làm việc hôm nay báo cáo anh Đông là nên thành lập một cái tổ công tác, có thể dùng cái từ tổ rất đặc biệt cũng được nữa, do hai đồng chí này là hai bên đứng đầu để phối hợp các cơ quan với nhau triển khai. Vướng là thì các bên các đồng chí báo cáo thường trực đấy, còn bên phía tổ công tác mà nhóm cao su á, nếu mà vướng thì báo cáo hội đồng, nghĩa là chúng tôi ưu tiên số 1 để cho các cái giải pháp cơ bản phải được thực thi. Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đã thông tin một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng của tỉnh Sơn La trong 6 tháng đầu năm, đồng thời nhấn mạnh chủ trương của Trung ương phát triển cây cao su tại Tây Bắc nói chung và Sơn La nói riêng là chủ trương đúng. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan, trong đó giá cao su xuống thấp đã làm giảm hiệu quả đầu tư. Đồng chí thống nhất chủ trương thành lập tổ công tác của tỉnh và tổ công tác của tập đoàn phối hợp giải quyết từng nội dung vướng mắc trong thời gian tới. Thống nhất là thành lập tổ công tác của tỉnh và của tập đoàn, trong đó có công ty cao su Sơn La
để giải quyết từng việc như là các đồng chí đã có ý kiến. Tổ công tác này sẽ có trách nhiệm tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tham mưu cho Đảng ủy cũng như là Hội đồng Quản trị của tập đoàn sẽ tập trung vào khắc phục một số những cái nội dung chính. Cái thứ nhất là cái diện tích đất mà chúng ta chưa sử dụng thì sẽ trả lại cho tỉnh để tỉnh sẽ tập trung lãnh chỉ đạo vào cái phát triển kinh tế ở những cái diện tích này. Cái thứ hai là làm rõ những cái diện tích mà trồng rồi nhưng mà cao su đã chết, diện tích mà đang có tranh chấp không hiệu quả thì cũng sẽ tham mưu cho Ban Thường vụ cũng như là Đảng ủy, Hội đồng Quản trị sẽ xem xét theo cái hướng là cũng sẽ chuyển đổi sang cái hình thức cho nó phù hợp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Sơn La cũng giao cho Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các huyện ủy chỉ đạo các cơ quan chức năng và Công ty Cổ phần Cao su Sơn La thống kê lại diện tích đất đang trồng cây cao su và diện tích chưa sử dụng, có biện pháp đối với đối tượng xúi giục chặt phá cây cao su gây mất an ninh trật tự. Trong hai ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 6, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã tổ chức đại hội lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Bá Túc, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức quán triệt triển khai và cụ thể hóa thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, công chức viên chức và người lao động. Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đảng bộ đã lãnh đạo các chi bộ, đơn vị trực thuộc thực hiện có hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh, thực hiện tốt công tác trên các lĩnh vực như văn hóa và gia đình, thể thao và du lịch, công tác cải cách hành chính, công tác quốc phòng an ninh, đối ngoại, an sinh xã hội và phòng chống ma túy. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm chú trọng, cán bộ đảng viên luôn phát huy cao vai trò trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã bồi dưỡng kết nạp 50 đảng viên mới, xét và đề nghị chuyển chính thức cho 42 đảng viên dự bị. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phấn đấu 100% đảng viên được học tập các chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, 100% số chi bộ trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 90% trở lên chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% số chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, kết nạp từ 30 đảng viên mới trở lên, 100% số cơ quan đơn vị đạt tiêu chuẩn không có ma túy và công nhận đạt chuẩn về văn hóa. Kinh tế phát triển khá, đúng định hướng, phát huy được tiềm năng lợi thế của xã, thu ngân sách trên địa bàn đạt kế hoạch đề ra, thu nhập bình quân đầu người đạt 20 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9,4%. Là kết quả nổi bật được đánh giá tại Đại hội Đảng bộ xã Hua Păng, huyện Mộc Châu lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Hua Păng, huyện Mộc Châu đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng, hoàn thành 33 trên 38 chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Sản xuất nông nghiệp có chuyển biến tích cực, nhân dân chuyển đổi cây lương thực trên đất dốc sang trồng cây ăn quả, nâng cao giá trị sản phẩm và nguồn thu nhập, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao. Chương trình xây dựng nông thôn mới được thực hiện hiệu quả gắn với ổn định dân cư, vùng tái định cư. Xã đã đạt 15 trên 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị được đẩy mạnh, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên ngày càng được nâng cao. Đảng bộ xã luôn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Hua Păng tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 10% một năm, giá trị sản xuất trên 1 hectare đất canh tác đạt 60 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng một năm. Sau giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19, hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển, kinh tế trên địa bàn tỉnh Sơn La đã dần khôi phục. Tổng mức bán lẻ hàng hóa trong tháng 5 tăng 42,74% so với tháng trước. Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 5 năm 2020 ước đạt 1.567,9 tỷ đồng, tăng 42,74% so với tháng trước.
trong đó kinh tế nhà nước tăng 15,99%, kinh tế ngoài nhà nước tăng 43,69% và tăng ở tất cả các nhóm ngành hàng. Trong đó, các nhóm ngành hàng tăng cao như vật phẩm, văn hóa, giáo dục tăng 3,2 lần, xăng dầu các loại tăng 2,3 lần, hàng hóa khác tăng 2,1 lần. Đến nay, các dịch vụ bán lẻ hàng hóa trong tỉnh đã dần ổn định, đảm bảo phục vụ đời sống và sản xuất của người dân trên địa bàn tỉnh. Doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng đã góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển, bảo đảm lưu thông hàng hóa và đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, trong thời gian qua, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã dành nhiều nguồn lực, ưu tiên sử dụng vốn cho thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Bám sát mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh đã chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức tín dụng chủ động cân đối nguồn vốn, xây dựng kế hoạch huy động vốn đầu tư cho vay chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong đó, tập trung đầu tư cho vay phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. Mạng lưới hoạt động cho vay được mở rộng đến các huyện, xã, từng bước cải cách, tiết giảm thủ tục vay, tạo thuận lợi cho các hộ nông dân tiếp cận nhanh nguồn vốn vay. Ngành ngân hàng đã đẩy mạnh phối hợp với các ngành địa phương triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng đặc thù thuộc lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, trong đó đẩy mạnh cho vay các chương trình sản xuất nông nghiệp trọng điểm, chương trình sản xuất nông nghiệp trọng tâm là phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, áp dụng mô hình liên kết giúp nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất, góp phần thực hiện hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, doanh số cho vay thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới toàn tỉnh gần 14.000 tỷ đồng, bằng 34,32% dư nợ toàn địa bàn. Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đang tập trung thu hoạch tiêu thụ sản phẩm xoài và mận trên thị trường trong nước và xuất khẩu ra thị trường nước ngoài, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2020. Từ đầu vụ đến nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã thu hoạch tiêu thụ gần 21.400 tấn xoài, trong đó xuất khẩu gần 5.000 tấn sang thị trường Trung Quốc. Giá trị tham gia xuất khẩu ước đạt 2,24 triệu đô la Mỹ. Giá bán xoài GL tại vườn là từ 8 đến 11.000 đồng kg, giá bán tại cửa khẩu từ 12 đến 30.000 đồng kg. Đơn vị thu mua xuất khẩu là Công ty Cổ phần Nông Lâm nghiệp Cánh Đồng Vàng tỉnh Lạng Sơn, Công ty Cổ phần Mộc Lưu Thạch, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Trái cây Miền Nam, Thành phố Hồ Chí Minh. Giá bán xoài da xanh dao động từ 8 đến 14.000 đồng kg, xoài tròn Yên Châu dao động từ 15 đến 30.000 đồng một kg. Đối với sản phẩm mận, đến nay toàn tỉnh tiêu thụ gần 47.000 tấn, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc 264 tấn, giá trị tham gia xuất khẩu gần 136.000 đô la Mỹ. Thị trường tiêu thụ chủ yếu là trong tỉnh và trong nước. Giá bán sản phẩm mận hậu dao động từ 21 đến 30.000 đồng một kg loại 1, loại 2 từ 12 đến 25.000 đồng một kg. Trong tháng 5, sản lượng nuôi trồng và đánh bắt thủy sản của tỉnh ước đạt là 661 tấn, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thủy sản nuôi đạt hơn 560 tấn, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó 553 tấn cá, 7,4 tấn thủy sản khác. Sản lượng thủy sản khai thác đạt 100,6 tấn, trong đó cá đạt 71 tấn, tôm 15,6 tấn, thủy sản khác 14 tấn. Do thời tiết ít mưa, mực nước xuống thấp nên sản lượng thủy sản khai thác chủ yếu trên vùng lòng hồ sông Đà. Hiện nay, nghề nuôi và khai thác thủy sản đã được các địa phương đẩy mạnh, nhất là vùng lòng hồ sông Đà, vùng hồ nước các nhà máy thủy điện. Đồng thời, thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chuyển giao khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả nghề nuôi thủy sản của nông dân. Hiện nay trên các cánh đồng lúa của huyện Sốp Cộp đang thời kỳ chín rộ, bà con nông dân đang khẩn trương huy động lực lượng thu hoạch lúa. Năm nay nhờ thời tiết thuận lợi và chủ động các khâu từ làm đất, giống, phân bón, nước tưới, phòng trừ sâu bệnh hại, nên 870 ha lúa vụ xuân của huyện Sốp Cộp phát triển tốt. Đến nay, nông dân trong huyện đã thu hoạch khoảng 35% tổng diện tích, năng suất đạt gần 60 tạ trên hecta. Sản lượng lúa xuân năm nay ước đạt là 5.000 tấn, dự kiến đến ngày 20 tháng 6 sẽ thu hoạch xong toàn bộ diện tích lúa xuân. Cùng với đó, huyện Sốp Cộp đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện, các xã tích cực vận động bà con thu hoạch đến đâu, làm đất đến đó, khơi thông các tuyến kênh mương, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất vụ mùa đúng khung thời vụ. Phấn đấu vụ mùa toàn huyện gieo cấy gần 1.400 ha lúa, cơ cấu giống chủ yếu là nếp tan địa phương và nếp 87, trong đó trên 40% diện tích sẽ gieo cấy giống nếp tan đặc sản. Trong thời gian gần đây, cùng với sự phát triển các loại cây ăn quả thì cây rau màu cũng được các địa phương quan tâm và ngày càng phát triển. Nhiều mô hình trồng rau đã mang lại hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người nông dân, đặc biệt là tại huyện Mộc Châu và huyện Vân Hồ. Diện tích cây rau đang ngày càng được nhân rộng, với chất lượng ngày càng được nâng cao,
đáp ứng cho nhu cầu của thị trường, nhất là thủ đô Hà Nội và các thành phố lớn trong cả nước. Đây là khu vực sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp của Hợp tác xã trồng rau an toàn Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Hiện toàn Hợp tác xã có 40 thành viên với 7 hợp tác xã. Năm 2019, Hợp tác xã Vân Hồ đã cung cấp ra thị trường hơn 580 tấn rau quả sạch. Các chương trình sản xuất từ làm đất đến chọn cây giống rõ nguồn gốc xuất xứ, chăm sóc, bón phân, ghi nhật ký theo dõi đều được bà con tuân thủ nghiêm ngặt, đảm bảo chất lượng rau quả khi đưa ra thị trường. Wow. Rau hợp tác xã rau an toàn này thì em thấy kinh tế của nhà em nó ổn định hơn. Ở đây thì dùng thuốc theo danh mục được cho phép của nhà nước và thời gian cách ly, đặc biệt là thời gian cách ly. Ví dụ thời gian cách ly 7 ngày thì có thể là phải 10 ngày, hơn 10 ngày mới được thu. Thời gian qua, nhiều hộ nông dân trên địa bàn huyện Vân Hồ, Mộc Châu đã dần chuyển từ trồng cây lương thực sang trồng cây rau màu bởi thu nhập ổn định hơn. Vì vậy, nhu cầu của bà con về cây giống đảm bảo chất lượng cũng ngày càng cao. Từ đầu năm đến giờ, chúng tôi cung cấp riêng cho thị trường Vân Hồ, chúng tôi kiểm soát bằng các cái hệ thống phần mềm thì chúng tôi cung cấp khoảng 1 triệu cây giống trong một tháng. Thì nó tương đương với gần 100 hecta. Đầu tiên mà người dân đã có thể tự làm ra rau cho chính mình. Và thứ hai, họ biết đến đó là một hoạt động mà sản xuất không phải chỉ để ăn mà để bán. Và tạo ra một thu nhập cho mình từ chính những cái hoạt động trên cái đất của mình. Đó là một cái hoạt động thứ hai. Và cái thứ ba là người dân có thể hiểu được việc là nên sử dụng đất mình cho cái cây trồng gì mà nó hiệu quả. Ví dụ như trước đây thì bà con có thể chỉ là làm ngô, trồng lúa. Thì bây giờ họ đã biết trồng những cây rau mà có thể cho thu nhập tới hàng vài trăm triệu trên một ha. Hiện nay bà con nông dân đã biết liên kết và hình thành hợp tác xã, cùng nhau tổ chức sản xuất, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng nhãn hiệu và tìm kiếm thị trường tiêu thụ, ổn định đầu ra cho sản phẩm. Năm 2019, tỉnh Sơn La có gần 9.600 ha rau quả, sản lượng đạt hơn 131.000 tấn, trong đó gần 1.400 ha rau được chứng nhận Việt Gáp với 21 chuỗi cung ứng rau an toàn cho thị trường. Có thể nói cây rau đang góp phần thay đổi đời sống bà con vùng cao của Sơn La, cũng như thay đổi bộ mặt nông thôn nơi đây. Chương trình sẽ được tiếp tục với các tin tức thời sự khác. Sơn La đảm bảo an toàn hồ đập mùa mưa lũ. Từ khi thực hiện tự chủ tài chính tại các bệnh viện, người dân được tiếp cận nhiều hơn với các dịch vụ y tế hiện đại. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 2.700 công trình thủy lợi, trong đó có 105 hồ chứa, còn lại là các phai dâng. Hiện nay các công trình đang hoạt động tốt, đảm bảo an toàn khi có mưa lũ xảy ra. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mùa mưa lũ năm nay sẽ đến sớm hơn mọi năm. Các hiện tượng lũ ống, lũ quét có thể xảy ra thường xuyên hơn. Để chủ động phòng chống thiên tai, tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các đơn vị vận hành thường xuyên cập nhật tình hình thủy văn để điều chỉnh kịp thời mực nước các hồ chứa khi có mưa lớn xảy ra. Đồng thời tiến hành nạo vét các cống thoát lũ, khu vực hạ lưu để đảm bảo hoạt động cho các công trình. Phối hợp với các cấp có thẩm quyền ngăn chặn kịp thời những hành vi lấn chiếm, đục phá kênh mương, theo dõi phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố vận hành, duy tu sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên, đảm bảo an toàn công trình. Để thực hiện quản lý các công trình thủy lợi và phương án chống lũ toàn bộ hệ thống trên toàn tỉnh Sơn La thì công ty có cái phương châm và còn lên được các phương án, kế hoạch đề ra thì phối hợp với tất cả các chính quyền địa phương nơi có công trình thủy lợi đặt trên địa bàn hành chính của các địa phương. Công ty đã cử người trực tiếp quản lý vận hành công trình làm sao để đảm bảo việc thoát lũ, tiêu thoát lũ, đảm bảo để công trình không bị xảy ra. Trong thời gian tới, Chi cục Thủy lợi tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường quản lý nguồn nước, phối hợp với các địa phương chỉ đạo vận hành điều tiết phân phối nước hợp lý ở các công trình, tiết kiệm chống lãng phí nước, tổ chức kiểm tra đánh giá hiện trạng, đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi trong và sau mùa mưa lũ, tiếp tục rà soát, kịp thời tu sửa các công trình bị hư hỏng xuống cấp. Theo dõi chặt chẽ, cập nhật thường xuyên mực nước của các hồ chứa thủy lợi, diễn biến mưa lũ để chủ động các biện pháp ứng phó. Trong 2 ngày, mùng 2 và mùng 3 tháng 6, Sở Nội vụ đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã về công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2020. Trong 2 ngày, các học viên đã được tập huấn 4 chuyên đề gồm kiến thức kỹ năng về chính phủ điện tử, đô thị thông minh, kiến thức kỹ năng về văn thư lưu trữ điện tử, kiến thức kỹ năng về công tác cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính và chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2020-2030.
Thông qua đợt tập huấn, đã trang bị và cập nhật những kiến thức, kỹ năng cần thiết liên quan đến công tác cải cách hành chính cho đội ngũ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính tại các cơ quan đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện, đáp ứng yêu cầu tham mưu, hướng dẫn, triển khai, theo dõi và tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ quan đơn vị địa phương. Qua đó từng bước đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Hôm nay, ngày 3 tháng 6, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố đã khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa 1 năm 2020. Trong thời gian 8 ngày, 85 đảng viên mới của các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng Bộ Thành phố được học tập nghiên cứu 10 chuyên đề chính như chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng Kim Chỉ Nam cho hành động của Đảng và Cách mạng Việt Nam, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng, tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Việc bồi dưỡng lý luận chính trị giúp cho các đảng viên mới được trang bị những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và nắm vững đường lối cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, cũng như thời gian tới về nhiệm vụ của đảng viên. Trên cơ sở đó, nêu cao ý chí tự học, tự nghiên cứu, tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị ở mỗi đơn vị địa phương, phấn đấu xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Sáng nay, ngày 3 tháng 6, Sở Y tế Sơn La đã tổ chức hội thảo triển khai kế hoạch hành động tiến tới loại trừ HIV, viêm gan B và giang mai lây truyền từ mẹ sang con giai đoạn 2020-2030. Theo thống kê, hàng năm Sơn La có khoảng 30.000 phụ nữ mang thai và trên 20.000 phụ nữ sinh đẻ. Dịch vụ dự phòng và kiểm soát HIV/AIDS, viêm gan B và giang mai từ mẹ sang con chủ yếu thực hiện qua hệ thống chương trình ngành y tế các tuyến, chưa có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các hệ thống như chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS, da liễu, truyền nhiễm, nên việc khám xét nghiệm sàng lọc, phát hiện và điều trị các bệnh này ở phụ nữ mang thai còn nhiều hạn chế. Tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm phụ nữ mang thai là 0,13% trên năm. Có khoảng 40 phụ nữ mang thai nhiễm HIV trên năm. Tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con khoảng từ 30 đến 40% trên năm. Mỗi năm có khoảng 10 trẻ em sinh ra nhiễm HIV từ các bà mẹ nhiễm HIV. Giải pháp được đưa ra tại hội thảo là tăng cường công tác phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể, tăng cường truyền thông giáo dục thay đổi hành vi, nâng cao nhận thức trong cộng đồng, tăng cường chất lượng, mở rộng triển khai các dịch vụ sàng lọc, chẩn đoán, chăm sóc, điều trị, quản lý của cơ sở khám chữa bệnh, tiến tới loại trừ lây truyền HIV, viêm gan B, giang mai từ mẹ sang con. Thực hiện chủ trương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó việc thực hiện tự chủ đối với các bệnh viện công lập hiện nay giúp người dân được tiếp cận với nhiều dịch vụ y tế mới, chất lượng y tế ngày một tốt hơn. Đây là phòng khám tự nguyện tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Châu. Từ khi thực hiện cơ chế tự chủ, phòng điều trị được nâng cấp, trang bị đầy đủ vật tư y tế, cũng như điều hòa TV cho đến tủ lạnh, giúp người bệnh cảm thấy thoải mái khi đến điều trị tại bệnh viện. Khi vào phòng này thì tôi thấy cơ sở vật chất từ đây cũng khá là tốt. Mọi thứ là cũng đầy đủ. Có cả tủ lạnh, rồi nước nôi, rồi nhà vệ sinh, cửa đều rất sạch sẽ, gọn gàng. Đây là ý thức, tinh thần phục vụ của các bác sĩ, y tá và cả những người tạp vụ là họ rất nhiệt tình đấy. Thực tế cho thấy, cơ chế tự chủ từng bước phát huy tính năng động của các bệnh viện, khuyến khích và tạo điều kiện cho các bệnh viện huy động nguồn vốn ngoài ngân sách để đầu tư, mua sắm trang thiết bị. Nhờ đó người dân được tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật y tế hiện đại, đồng thời tăng nguồn thu cho bệnh viện. Khi mà thực hiện công tác tự chủ ấy, thì Bệnh viện Yên Châu cũng đã thực hiện đúng theo các cái văn bản hướng dẫn của chính phủ, của bộ và của các ban ngành cấp có thẩm quyền ban hành trong cái thời gian thực hiện. Để có nguồn thu hợp pháp đối với bệnh viện thì tại Bệnh viện Yên Châu cũng đang từng bước đổi mới từ chất lượng khám chữa bệnh, thái độ phục vụ và nâng cao cái cơ sở vật chất cần thiết cho người bệnh. Thời gian qua, các bệnh viện cũng đã thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, ra soát sửa đổi bổ sung các nhiệm vụ có khả năng triển khai và phù hợp với năng lực của mình.
Trên cơ sở đó, tổ chức lại, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị trực thuộc hoạt động không hiệu quả hoặc chưa phù hợp để thành lập các đơn vị mới hoạt động có hiệu quả hơn. Bản thân các y bác sĩ, nhân viên bệnh viện cũng ý thức rõ hơn tinh thần phục vụ người bệnh để có thái độ chuẩn mực hơn. Từ đó, chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh ngày càng được nâng cao, đáp ứng đa dạng các nhu cầu của người bệnh. Tôi thấy là tự bản thân chúng tôi cần phải cố gắng tự học hỏi, trao dồi kinh nghiệm để nâng cao cái trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình. Và bên cạnh đấy thì tôi cũng thấy là bệnh viện cũng đã cử một số bác sĩ đi học chuyên khoa sâu về một số chuyên ngành. Đặc biệt như là chúng tôi cũng đã triển khai được phẫu thuật nội soi, chụp X-quang kỹ thuật số và chụp X-quang CT. Thì đấy tôi cũng thấy là các bác sĩ ở Bệnh viện Yên Châu cũng đã rất là cố gắng để nâng cao cái trình độ chuyên môn nghiệp vụ của chính bản thân mình. Đồng thời bên cạnh đấy thì cũng giúp như là thu dung bệnh nhân được nhiều hơn. Có thể thấy việc tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có bệnh viện, là chủ trương đúng của Đảng, Nhà nước trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của các bệnh viện hiện nay. Tự chủ để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân, không thể tách rời trách nhiệm xã hội, tính nhân văn của ngành y tế. Để tránh các hiện tượng tiêu cực trục lợi bảo hiểm y tế, tận thu cần có cơ chế công khai minh bạch tài chính, thể hiện được trách nhiệm của nhà nước đối với chăm sóc sức khỏe nhân dân, tạo dựng niềm tin và sự an tâm của người bệnh. Sau đây là tin nắng nóng. Ngày 3 tháng 6, nắng nóng xảy ra ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Sơn La, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ. Dự báo ngày 4 tháng 6, do ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía tây bị nén, kết hợp với hiệu ứng phơn, ở tỉnh Sơn La, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng, với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10 đến 17 giờ. Cảnh báo đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Triển khai đợt ra quân tổng kiểm tra phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cùng với lực lượng cảnh sát giao thông trong tỉnh, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Sơn La đã tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm. Tính từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6 năm 2020, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Sơn La đã tổ chức 118 ca tuần tra kiểm soát, dừng kiểm tra 5.696 lượt phương tiện và người tham gia giao thông, đã phát hiện lập biên bản đối với 144 trường hợp vi phạm với các lỗi như dừng đỗ không đúng nơi quy định, xe hết niên hạn kiểm định, vi phạm về nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông và không chấp hành tín hiệu đèn giao thông. Phạt tiền nộp ngân sách nhà nước trên 200 triệu đồng, tạm giữ 54 lượt phương tiện, tước giấy phép lái xe ô tô có thời hạn 1 trường hợp và 43 giấy phép lái xe mô tô. Trong 15 ngày thực hiện cái tổng kiểm soát phương tiện trên địa bàn thành phố thì tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo ổn định. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí: số người chết, số người bị thương và số vụ, và ý thức chấp hành của người tham gia giao thông được lên một cách rõ rệt, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục thực hiện đợt tổng kiểm tra phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, thời gian tới, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Sơn La sẽ tăng cường lực lượng phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ, đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông và va chạm giao thông, đặc biệt là những lỗi về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, lạng lách, đánh võng. Chương trình thời sự tối nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Sơn La, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tập trung vào chiều tối và đêm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trưa chiều trời nắng, có nơi nắng nóng, độ ẩm phổ biến từ 50 đến 95%. Nhiệt độ thành phố Sơn La từ 22 đến 33 độ. Quỳnh Nhai từ 23 đến 36 độ. Mường La 24 đến 37 độ. Mai Sơn 21 đến 32 độ. Yên Châu 24 đến 37 độ. Sông Mã 24 đến 35 độ. Bắc Yên 23 đến 33 độ. Phú Yên 25 đến 38 độ. Mộc Châu 21 đến 30 độ. Vân Hồ 21 đến 30 độ. Sốp Cộp 24 đến 35 độ. Thuận Châu 23 đến 36 độ.